Xin chào tất cả mọi người, và mình là Quân Én Vàng. Hôm nay mình sẽ làm một đoạn video ngắn Anh chưa về cần giống vô mát hát chỉ nha. thiên Suri01. Đây là giai đoạn nông dân đã thu gần xong cỏ thứ nhất và đang ra trái chiền để chuẩn bị cho cỏ thứ hai. Như bà con đã thấy thì với cỏ thứ nhất thì Suri01 rất là phe trái dễ hái, thì cỏ thứ hai Suri01 lại có những đặc tính hết sức là vượt trội, giống như là khả năng đơm trái và đậu trái chùm rất là tốt như trên hình ảnh, và tỷ lệ kích thước trái nó sẽ không bị giảm nhiều so với cỏ thứ nhất. Đó là một lợi thế để bà con có được những sản phẩm chất lượng ở cỏ thứ hai. Và với Suri01 thì trên đây là những hình ảnh được ghi nhận trực tiếp tại vườn ươm. Với tỷ lệ nảy mầm cao và độ đồng đều thì Suri01 sẽ đáp ứng được những kỳ vọng ban đầu cho bà con, và rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con. Hãy liên hệ 0376898312 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí ạ. Hạt giống Én Vàng xin kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe, canh tác tốt và luôn có những vụ mùa bội thu trúng giá. Xin cảm ơn.